Rồi lên mấy bộ dàn nhựa cho anh em nha. Nhựa thì rất là nhiều nha các bạn, nhưng mà không có lên hết, chỉ lên một số thôi. Thì anh em cần cái nào mình sẽ lên chi tiết nha. Cái này bộ DD thì chỉ còn có nhiêu đây, thanh lý 800.000 cho anh em, 2, 4, 5, còn 5 miếng đó nha các bạn. Cái này bộ dàn nhựa custom nha, custom màu xanh bích nè các bạn. Này có đủ nha, cốp, mặt nạ, chữ A, về trước, sau, hộp bàn thờ, có đủ các bạn. Màu xanh ve chai thì mình có cặp cốt về sau. Đấy, hộp đầu mình bán rồi. Rất là đẹp nha. Thì mình sẽ quay chi tiết từng cái cho anh em nha. Anh em quan tâm cái nào anh em nhắn tin Zalo, mình sẽ gửi hình chi tiết từng món cho anh em nha các bạn. Rất là đẹp nha các bạn. Anh em nhìn nè, rất là đẹp nè. Cái mặt nạ bên đây, mặt nạ của thằng xanh ve chai bên đây còn nè các bạn. Bên đây màu xanh bích nè. Anh em quan tâm anh em nhắn tin Zalo nha. Anh em nhìn nè. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Em nhìn thấy không? Ống lưỡng luôn nha. Cốp nè. Đó. Không có chạy xước. Đồ nó nhiều lắm các bạn. Thì mình không có quay hết được, mình chỉ quay sơ thôi. Anh em quan tâm thì mình sẽ gửi video chi tiết. Rồi ngày nào cũng quay nè, không quay hết được nha anh em. Chữ A nè. Đó. Về sau này 90 nha. Nếu mà anh em muốn lên xe 50 hay 70 thì mình dán tem lại nha các bạn. Thì mình sẽ bao dán tem lại cho anh em. Dán tem Thái Vinh nha. Bao dán tem lại cho anh em. Rất là đẹp nha anh em. Đầu phóng lưỡng luôn ha các bạn. Phóng lưỡng ha. Về trước nè. Về trước nhiều lắm nha. Về trước 3 bóng cái luôn nha các bạn. Đó. Thấy đẹp không? Rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Cái này màu xanh ve chai. Cái này là màu xanh ve chai nha. Đó, màu xanh ve chai. Đẹp cái này. Cốp nè. Anh em thấy không? Này chưa có đánh bóng nha, chưa có chà gì nha. Tháo con xe mình bỏ trong bịch, mình để không có dính bụi á, sao mà lấy ra là lao bụi mệt nghỉ luôn. Nhìn không? Nhìn thấy bóng lưỡng chưa? Rất là đẹp nha. Bá cháy bùi chét luôn nha các bạn. Sao? Này 90. Này mình để cái thùng kia không vệ sinh nên nó dơ mà dính bụi. Còn này bộ DD này gì anh em sơn lại các bạn, hơi xấu nha. Nhựa zin này là nhựa rinh các bạn, rinh zin theo xe. Cái này những cái cũ rồi đó, ở ngoài nó hơi xấu xấu, mình cũng không có bao, mình không có bao. Này nhựa của miếng ốp city, bộ 78, ở đây còn nhiều lắm nha anh em. Đó, về nè, đó về nè. Về nè, hộp đầu nè. Cốp nè. Cốp đời cao cũng có nha các bạn. Đời cao nè. Đời 2000 trở đi. Dàn nhựa thì xe thì cúp có, custom có các bạn. Cánh én cũng có luôn nha. Anh em nào quan tâm custom 100 thì mình có nguyên một bộ custom 100 kia luôn. Đó. Charlie. Đó, về trước thì mình còn mấy cái về của 78 nha. 78 này, 78 70 này, màu xám trâu này. 81 này, màu bả đậu này, màu xám này. Màu xám nè, màu bả đậu là của thằng Thái này. Đó, hai cái màu xám của 81.
cái nén 81 màu màu xám các bạn, nhựa đúc nhựa sơn có luôn nha, hai cái về 7870 này, bởi cổ của thằng 7850 màu xanh đó, đồ còn khá là nhiều nha. Thì anh em cần món nào anh em cứ nhắn tin Zalo với mình nha các bạn, anh em nhắn tin Zalo nha, đồ còn khá là nhiều thanh lý các bạn. Anh em quan tâm món nào anh em nhắn tin Zalo với mình nha các bạn, nhắn tin Zalo nha. Cảm ơn tất cả các bạn.